vậy nè. Đó chót. Xin dài nữa mấy nhỏ mà. Thank you.
cái hô vừa là phòng chắc tối lên được, tối xịt hai nước một tấm chiếu vuông hết rồi. Chiều rộng của nó thì hiện tại đang là 1m90, 1m91 anh em ạ, 1m91. Chiều dày thì tấm này nên đến là 20, dày 20 và chiều dài, dài là 3m23.5. Đó, rộng 2m vuông nét rồi. Phần cạnh thì bên em xả là cơ bản hết rác rồi. Mời anh em mình cùng chiêm ngưỡng nhé. Hàng đang là hàng khô luôn ạ. Ok, mời anh em mình cùng chiêm ngưỡng cái tấm này. Thì hiện tại bên em vừa mới rung ra thôi. Phần đầu gỗ này, cái phần này thì gỗ nó khô, lúc anh em bào là nó bấp nên là nó bị gãy tôm anh em mình nhá. Cái tình trạng đây là gãy tôm này, lúc mà mình bào là bấp gãy tôm. Đấy. Đây, khá là êm. Tấm này thì đầu bên này là không tỉ rồi. Phần cạnh nó thì bên em cũng xả cơ bản là sạch rác rồi anh em mình nhá. À, ở đây thì nó có một điểm răn nhẹ này anh em mình, chỗ này nó có điểm răn này, đó điểm răn như thế này. Ở đầu gỗ thì nói chung là nhìn chung cũng rất là nhiều tấm nó sẽ bị những cái điểm tì như thế. Phần bên này thì nó còn này một chút rác, ở đây thì nó là một sen này anh em mình nhá, nó còn một chút rác này, còn một sen rác thì bên em kênh luôn cái phần rác này ra và cho chám keo vào để nó lên được cái con số đẹp 1m91 anh em nhé. Nước nó cũng có vẻ đẹp của nước chứ. Cậu thấy mấy cái gỗ lũa nó vẫn bảo gỗ đẹp à? Lũa nó nổng tùm lum thì nó vẫn là gỗ đẹp đấy. Nước nó có được cái đẹp của nước. Cậu làm đây cho nó ấm bụng. Thánh khác quả trang. Thank you.
không? Nước đấy nước sóng đúng không? Lượng mình đang nhiều mà bấm cho người tiếp thị tìm pin, tiếp thị tìm pin quay từ sáng đến tối. Ngày quay được 24 tiếng thì mấy vẫn nhé.